đàn ông rồi đó. Mình cứ cười. Đó đúng luôn, mỏ nhọn dữ vậy. Vậy mới ra được rồi. Coi được vậy nó râu như vậy hai bên cái mép y như Phú Hộ luôn. Đẹp trai quá Hồng ơi. Đừng như ba. Chiếc má là vui lắm. Cái đó gọi là râu dê á. Phong to bên này thôi. Ủa dễ đó, vô râu quay nón luôn người cô. Râu quay nón dễ mà. Hôm qua mình đang cũng dễ đẹp. Cái này mà tao mua cái máy zoom 20x còn. Mấy tiếng rồi chưa gặp ba đâu. Thằng Linh cái cốt nó cũng nặng lắm rồi đó. Thằng này uống thuốc rồi. Trời ơi, cái nó vẽ cái mỏ nó cho bị chấm cái này nó cục rồi. À, mà vẽ mỏ đẹp khéo ghê ha. Không, cái nào đẹp nha. Nó lấn được đấy, cái nào đẹp ghê luôn á. Cái cốt thằng Linh cũng dữ lắm. Nó nghe nè, có màu đứa nào có màu rêu á, đánh màu rêu lên nó mới đẹp. Màu này có một rồi. Nè, màu rêu là cái rau xanh xanh đó mấy đứa. Chấm hay giống màu đỏ đó hả? Mà màu rêu này nó hơi kim tuyến chút xíu nha. Kệ nó, rau kim tuyến chút xíu nha. Ngụy anh em ơi, mẫu không được cười. À, rau kim tuyến chút xíu, đó. Đó, xong. Đó. Xuất sắc, ôi bộ rau xuất sắc. Ôi bộ rau xuất sắc. Bây giờ làm sao có bộ tóc giả mà gắn lên đây. Giới tính của Hồng là gì? Trời ơi, không lẽ bây giờ mỗi lần đi học make up lại mang cả cái nhà đi chứ. Động cái thiếu gì đồ thôi, tức động là cái gì thiếu nó tức ghê. Tức thiệt chứ. Đóng dây mông lão da được. Thế rồi. Mà rõ ràng cái đồ đấy mình có chứ. Thì không đem tự nhiên ức. Thì căn bản là không biết hôm nay học bài gì. Em mốt em bóc hỏi đi. Em mốt nhắn tin hỏi cô ơi bữa nay học gì, chứ chuẩn bị đồ. Chứ tóc giả nam tóc giả nữ không có hết à. Có hết luôn hả? Trời ơi, thằng Duy nó có nhà không? Kêu nó ship. Nó đi thi tập Đồng Nai. Sao xa vậy? Thì bị chỉ định thi ở đấy mà. Ủa sao? Ủa? Chứ không được thi dưới đây hả? Không ạ. Ủa xa dữ vậy, đi thi đấy xe mà xa dữ vậy trời. Bên đây là một tác phẩm nghệ thuật. Bên đây là thảm họa nghệ thuật. Rồi. Ông vẽ quay nón lên. Ủa ra quay nón nữa hả? Nè. Đây, quay nón đây. Đây là tóc cho có quay mặt qua đây. Đây. Rồi, là cái rau thường thường người ta diễn là ở dưới tôi sẽ nhìn lên thấy cái cằm ở dưới nó bị trống cho nên các bạn phải vẽ rau từ dưới luôn. Nhưng mình đây. Sao nhìn được? Cứ ngước lên nè Giang. Ngước lên Hồng, ngước lên nè. Đó, thấy không? Là mình sẽ vẽ như này đó. Đó không? Bữa sau các bạn học mà Ấn Độ da đen gì đi. Nè. Bữa sau mà học Ấn Độ nha. Nè. Rồi đó báo bài đó xong rồi đem đề bài theo đó. Học Ấn Độ đi. Cho nó vui nè. Cho nhiều màu sắc nè. Đó. Thằng Linh xe cứu quả tới rước con kìa. Xe bắt chó. Xe bắt chó. Xe bắt chó. Rồi tao sợ quá Linh ơi. Sợ thật luôn. Nó ra thành cô gái Nhật Bản rồi đó. Em nắm về sao? Ít ra thằng Linh nó còn ra. Còn em nó không ra cái gì luôn. Lần đầu học là vậy đó Kim.
quá, tối vẽ như này đi xem phim. Giọng của ông Quý. Vô nhà mua vé hả? Dạ bác ơi, bác mua vé leo phim gì nữa. Trời ơi, nó thổi kìa trời. Chỗ đấy là sạch sẽ của bà. Đó, đây nè, xong mấy bạn phủ nè, phủ phấn nè. Chút rồi quét, thấy bà đúng không? Bà thấy nó tự nhiên đúng không? Hồng ơi, tí để nguyên mặt này thì quay TikTok với anh Hồng. Dạ, phía mặt. Xong bây giờ cô sẽ đi khối nâu nâu nè. Thiếu bên rồi. Tự làm đi. Tự làm. Đây cô đi khối nâu nè. Cái hộp này nó thiếu màu đậm ghê luôn á. Hết màu rồi. Đây đây nè, thôi thôi cô lấy chân mày đi ra nè. Hết quà má lại. Cái cò nào đánh má Hồng anh Giang. Đây, ở trong đây cô nhấn một cái hốc nha. Đàn ông một cái râu ri vậy ha. Tướng à. Ngồi đẹp quá. Đây. Mặt này đổ cuôn gì chưa ta? Trời đây. Gì nó hiền. Ông biết sao không? Về mặt Hồng á là mọi đường nét trên gương mặt đều không rõ ràng. Đúng rồi. Rất là nó không rõ ràng, ví dụ như mũi nó không phải là mũi tây hẳn mà đúng rồi. Mặt nó không phải là gương mặt lấy hẳn cho nên là phải đi cái hốc sâu đây là chỗ đó giống đàn ông quá trời. Ba quá cậu em muốn độc quỷ chỗ giống đàn ông quá trời nè. Ba này đi cái môi thâm thâm chút nữa làm cho nó đàn ông nè. Đi cái môi thâm đó đi thấy gì trời giống đàn ông quá anh ơi. Mày nói chuyện với mẹ tao là hết. Lát nữa ở nhà tao định im cấm là mấy đứa là không được tẩy trang để miếng mặt tao quay TikTok. Không, bây giờ em chỉ tẩy mặt thôi em không. Ý anh Giang nói mặt cũng đẹp hả cô? Ừ. Không, mà con làm cũng đẹp mà. Cảm ơn cô. Đào điên á. Không, con Hồng là quốc hộ, cô xong rồi anh là công chúa. Không, Linh là ở bên nước ngoài về. Cô Quy á là làm mai, cô Quy làm mai Quy cho Linh. Hả? Hồng là quốc hộ. Cái mặt của em nó hầm như Linh, mày chùi lại lên như cũ đi. Chùi lại lên như cũ. Đó. Trời ơi, sao giống đàn ông dữ vậy? Giống lắm luôn á Hồng. Nè, chị cái này nó phải sâu chút xíu nè. Cái bọng mắt nè. Trời ơi, nó giống đàn ông. Chết rồi, giống quá Hồng ơi. Cái con đờn á. Ba. Trời ơi, hai cái gương mặt trong cùng một khung hình. Trời ơi, nó giống dễ sợ.